Một phần diễn biến vụ diệt này đã được camera bình yên của ngôi nhà bên đường đánh dấu được. Thời điểm xảy ra vụ diệt, trên đường có khá đông các phương tiện qua lại. Một nam thanh niên bất thần phi xe ngược chiều, đâm nhiều phương tiện để thoát khỏi sự truy đuổi của người dân. Theo chia sẻ thì tên này vừa thực hiện này di trộm cắt. Nghe thấy tiếng truy hô, một người đại trưởng phu trên xe có đèo theo một người thiếu phụ đã chủ động dòng xe lại chạy ngược chiều để đuổi theo tên cướp kia rồi trượt ra đường không dừng lại ở đó, người đại trưởng phu này vẫn quyết tâm đứng dậy đuổi theo, nhưng người thiếu phụ án hồng đi cùng đã níu tay bằng được không cho ông ta đi. Không rõ cái kết sau cùng của vụ truy đuổi ra sao, tuy nhiên tình huống đời gian nguy trong liếc khiến người ta phải toát mồ hôi lạnh. Tên cướp phi xe ngược chiều thoát khỏi dòng dây truy đuổi của người dân.